Các bạn nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ bật chuông để khi có video mới chúng tôi sẽ thông báo đến các bạn nhé. Hello các bạn. Tình hình rất ư là tình hình ha. Đây các bạn, mình vừa mới ghé bên chỗ tiệm chè xôi nằm ở bên dưới chân của cầu Quang Trung. Chỗ này thì bán khá là nhiều loại chè và cũng tùy ngày thôi, họ bán tùy thôi, có bữa chè này có bữa chè khác, và đa phần này có một vài loại chè, chẳng hạn như chè này là chè khoai mì này thì có bữa bán có bữa không nha các bạn. Thì mình qua ghé qua mua được một vài loại chè, thì có một hộp gọi là hộp đây là chè thập cẩm này, rất là nhiều loại thập cẩm bên trong đây. Thì những món này thì chấm với lại, một nó có hai cách ăn, một là chấm và lên nước cốt dừa nè các bạn, hai là mình đổ nước cốt dừa trực tiếp đây luôn ăn cho nó ngon. Thì cơ bản thì mình chỉ đổ nước cốt dừa ra ngoài một cái chén thôi và mình chấm từng món mình ăn, chứ mình không có đổ chung vô để mình thưởng thức từng loại. Ở đây mình mua một loại thập cẩm này để cho các bạn biết là ở đây ngon hay không, như thế nào nha các bạn. Thì lâu lắm ở bên đây kia mới bán cái loại chè khoai mì này, thì ok mình đổ ra luôn, và chắc chắn là mình ăn không có hết rồi, thành ra mình sẽ đổ mình cho một cái hộp vào cái hộp như thế này và mình để lại ha. Còn một mình sẽ ăn một phần thôi, mình để lại chứ làm không có cách nào có thể ăn hết một lần một bịch như thế này cả. Ok mình cho nó dĩa đi các bạn. Đây ha, mình cho nước cốt dừa vào cái đó, cho nước cốt dừa vào một chén đi. Vậy là cho tiết kiệm thì những sợi dây thun thế này còn sạch, cho nên mình để lại mình sử dụng ha, không có bỏ. Bỏ nó vừa lãng phí mà nó vừa, nói chung là không có bỏ. Cái này cũng không bỏ luôn. Khá là ngon. Nước cốt dừa khá là béo luôn. Hai bịch nước cốt này thì mình để lại đi. Tiếp theo thì mình sẽ đổ chè ra ha. Chè vào trong cái này đi. Dư một chút xíu thì mình sẽ bỏ vào chén này ha. Thì mình sẽ cho một vài miếng nước vào đây. Đây, còn lại những nước vào đây. Chà, có vẻ bỏ nước ở đây hơi nhiều rồi. Ok kìm một thì quá thỏ, ăn năm viên thôi, còn này mình đầy lại. Tóm lại là được 3 sợi thùng rồi đó. Nước cốt dừa cho vào đây luôn. Ý, mà quên, để mình thưởng thức thử cái này cái đã. Ủa? Khoai này, cái mùi giống mùi khoai mài hay là khoai mì đó. Các bạn. Khoai mì. Họ làm nhuyễn ghê gớm luôn á. Rất là nhuyễn luôn. Không có ngọt lắm, vừa ăn thôi. Mình thì mình thích ăn nước cốt nhiều đó, là mình chơi nguyên bịch nước cốt đây luôn.
rất là khoái nước cốt luôn nha các bạn. Wow, đó giờ mình trộn lên nè. Nước cốt nhiều thế này ăn nó mới đã. Đây các bạn, đây là cái chén chè của mình ha. Đây. Đây các bạn, đây là chén chè khoai mì mua tại tiệm chè xôi á. Nó nằm bên dốc cầu của đường qua của cầu Quang Trung, từ bên Quang Trung đi xuống trung tâm phía bên đây qua bên quận Ninh Kiều á, từ cái răng hướng qua thì nằm bên tay phải, vừa xuống dốc cầu luôn, vừa xuống dốc cầu Quang Trung là bo ngược lại bên tay phải, nó nằm hướng mình. Ok, để mình đẹp địa chỉ lại ghim trên Google Maps để trên cái hình ngay vị trí bên dưới cho các bạn xem nha, ngay trong video luôn. Rồi mình thử cái chén chè này như thế nào nha các bạn. Đây là cái chè khoai mì nè, đó. Viên này ăn một phát hết luôn cũng được. Cho mình cắn này các bạn ha. Rất là nhuyễn luôn, khoai mì rất là nhuyễn luôn. Ngon ha. Nhờ bỏ nước cốt dừa vô nó béo béo ngon vậy đâu chứ. Từ bờ luôn á. Cái tiệm chè xôi nè, họ bán rất là nhiều loại luôn. Thử thêm cục nữa nè. Cái cốt dừa bỏ gì chưa đủ, phải bỏ thêm mới được. Ngon quá. Trời ơi. Quá trời ngon luôn các bạn. Đúng là họ làm cái nước nước chè sệt, kiểu như có khoai mì hay mài gì đó không biết nữa. Nhưng cái mùi nó ăn cũng lạ, mà không có ngọt lắm, nhưng mà cho nước cốt dừa vô nó hòa lại cái vị béo, cũng không thành ngọt nữa, nó béo béo mà nó còn ngọt ngọt ngon lắm. Còn cái chè khoai mì nè, nó nhuyễn ghê gớm luôn á, đã thiệt. Sơ khoai mì á, quá wow. Cà bột ra mà sao còn sơ lên. Ngon gì đâu trời. Bán cái còn có 1 viên à, giết luôn. Trời ơi, nó béo ngon đi luôn á. Ngon quá. Bảo đảm ông tổng thống Mỹ, ông Trump mà ông ăn cái chè này cái là không hết bị hết bị con Covid luôn. Ông chỉ mà bị bệnh nhất á. Đây là khoai mì sợi nha các bạn. Khoai mì sợi ở nhiều nơi thì còn gọi cái này là món bánh tằm, tại giống như con tằm vậy á, dài dài nè đó. Cái này là bánh khoai mì sợi ha. Này thường thì sẽ chan nước cốt vào đây luôn, nhưng mà thôi mình chấm mình ăn, mình thưởng thức hương vị từ từ đó. Nhưng mà mình những đứa mà khoái nước cốt dừa như mình đó. Ôi quá. Cái gì vậy? Cái gì ta? Giống như họ để bột thêm vậy các bạn. Nên nước cốt dừa thành ra nó có miếng miếng nè. Để bột thêm hay gì á. Không sao, vẫn béo ngon lắm. Ăn không cái này nha các bạn. Thử ăn không cái này kìa. Có cái này màu, nó màu cam cam giống như bí đỏ à. Lạc lạc. Ăn không thì nó lạc lạc. Hơi ngọt, có vị hơi ngọt chút xíu xíu thôi. Mà lạc lạc. Nếu mà phải chấm lại cái này mới ngon. Ăn nhiều nó có dừa quá, không biết hồi có tiêu nữa. Khó tiêu lắm á. Ở đây có là
bánh khoai mì nè, khoai mì sợi nè, có chuối luộc ha, chuối nè, ăn không thì nó lạc, chấm mới ngon. Đúng rồi, chấm thì mới ngon. Rồi cái món này quan trọng là thằng này nè, nước cốt dừa là phải ngon, nước cốt dừa là không ngon là phải như vứt luôn á. Ở trong đây còn gì đây, họ còn là cái này là cái gì đây, còn đây là cái gì, không biết cái này cái gì các bạn. Gì thế ta? Kiểu giống bánh bò già kìa. Không phải. Kiểu giống bánh da lợn vậy á. Nhưng mà nó có đủ cái béo nè. Ồ, cái bánh này kìa. Bánh này ăn ngon nè. Bánh này ăn có vẻ hợp khẩu vị mình, tại vì nó béo béo, bên trên nó có lớp nước cốt dừa nữa nè, bột nước cốt dừa nè. Đó, còn để coi cái bánh này bánh gì, bánh này bánh gì đây, sáng nó ra rồi. Bánh này có vẻ giống bánh chuối các bạn, có vẻ giống bánh chuối. Đúng là bánh chuối. Nó là bánh chuối á. Ở đây các bạn, ngoài cái món ra, ngoài bánh khoai mì, xì sợi, bánh da lợn và bánh chuối, còn có bánh bò thốt nốt này. Màu này chắc màu bánh bò thốt nốt đây. Thấy có vẻ nó bở quá các bạn, nó không có được dai nè. Bở rệt nè, biết ngon không? Ít nghe mùi thốt nốt nhưng mà nó làm theo kiểu bánh bò bông á, bánh bò thốt, bánh bò thốt nốt mà bánh bò bông á. Chết luôn à, gần hết chén nước cốt rồi, chén nước cốt kia, chén nước cốt này muốn điên luôn. Còn bánh này bánh gì đây, đố bạn biết bánh này bánh gì đó. Không biết phải không? Ăn rồi mình cũng không biết tên các bạn. Tại ở đây á, tất cả những loại bánh này là gọi là bánh dân gian, bánh dân gian Cần Thơ miền Tây mình á. Thì cơ bản thì ở ngoài thường họ sẽ đẩy những cái xe đẩy, họ đi bán dọc đường rất là nhiều. Một là ở những con đường nè, hai là ở gần chợ, trong chợ nó bán nhiều lắm, họ bán rất là nhiều luôn. Mình có mua mình ăn rồi, thì bên trong là đậu xanh nè, có đậu xanh bên trong á, ngoài là lớp bột gạo. Thì mình cũng mua mình ăn rồi thì nó cũng lạc thôi. Đây, hầu như những nước, những cái loại bánh này là phải chấm nước cốt ăn các bạn, nó sẽ ngon, ăn rất là mạo ngán do có nước cốt á. Đây các bạn thấy không, bên trong đó nè, đó. Thấy không, ăn rồi mình cũng nói chung mình cũng không có ấn tượng lắm về cái bánh này đâu, tại vì nó rất là mạo ngán. Bên ngoài lớp bột dai sực sực đấy, bên trong có đậu xanh với lại dừa, sát dừa nạo á. Ok, tóm lại chỗ này bán những cái loại này ăn ngon các bạn, không có chê đâu. Bánh dân gian ăn cái này là rất là ngon rồi, bởi đó là lý do mà tại sao những cái lễ hội bánh dân gian mà tổ chức ở Cần Thơ mình năm nào cũng tổ chức hết trơn, mình không đi quay là vậy, tại vì vô đó biết ăn gì giờ ngán muốn chết, mấy món này bình thường ăn hoài hả.
Ở đây có rất là nhiều chỗ bán luôn, nhưng mà bên cái lò bánh này thì ngoài chợ bán cũng nhiều. Và bên cái quán chè xôi nằm bên đường Quang Trung đó, nằm trên cầu Quang Trung, dưới chân cầu Quang Trung đó, bán cũng nhiều, bán cũng ngon. Muốn ăn chè khoai mì nó mà không biết chỗ nào bán, chỉ có mình biết chỗ bên đó thôi, mà bên đó thì lại lâu lâu mới bán. Thành mình theo dõi những trang fanpage, trang Facebook của cái tiệm chè xôi là mình thấy có bán, mình qua mình mua, sẵn tiện mua mấy này review cho các bạn luôn ha. Thì cho những bạn mà thích ăn mà không biết mua ở đâu thì một là vô chợ, hai là cứ qua bên đó. Ok, bye các bạn, mình chấm dứt ở đây thôi ha. Cái này mình tiếp tục mình dùng tiếp các bạn. Bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Mình sẽ giới thiệu những món khác, những món ăn vặt vòng vòng ở Cần Thơ thì nhiều lắm, không biết khi giới thiệu khi nào mới hết luôn. Ok, bye bye các bạn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.